thường chi để tôn thờ mô Chúa, ơn kính sợ để tin yêu nơi Chúa, ơn suy biết để đắn đo cuộc đời. Chúa thánh thần ngự đến, ta được thêm sức vững bền. Khi lãnh nhận ơn thiêng, cuộc đời ta sẽ đổi mới. Chúa thánh thần ngự đến, tăng cường lòng tin cây. Tránh nhiều hiểm nguy, ơn đạo đức để theo lề luật Chúa, ơn biết lo liệu để đi trong ơn thánh, ơn minh mẫn để sống theo đường lành. Thank you.
thân lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa còn ăn và nhận đầu, xin Chúa từ thánh thần để người trong tâm hồn chúng con, để người tín đồ chúng con thành thần thần tinh quang của người. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiện diện của Chúa thân thần thể. Anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng Chúa.
để lợi thiên đi con Thiên Chúa. Bởi vậy, cả tôi nữa, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em và Chúa Giê-xu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em. Khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi cầu xin Chúa Cha Linh Hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-xu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần trí khôn ngoan để mặc cả cho anh em nhận biết người. Xin người soi lòng hỏi trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn người kêu gọi đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi cố cho chúng ta là những tín hữu. Đó là lời và các ngài đã được trao cảm để ra đi, trao cảm
về tin mừng nước trời. Và thế, khi các thánh môn đồ đi đến đâu, rao giảng về Giêsu và người ta tin vào Chúa, lắng nghe tin tức được tôi, thì các ngài cũng cầu nguyện và đặt tay trên họ để ban thánh thần cho họ. Thế thì ban thánh thần cho người ký hữu để làm gì? Chúng con nhớ lại lời Giêsu nói trong bản tin mừng hôm nay. Nếu chúng con yêu mến thầy thì sao ta nhớ đâu? Vậy là con nhớ đâu? Lời chúng nói mới nghe, nếu chúng con yêu mến thầy thì sao ta phải làm lên đâu? Còn đâu? Nhưng mà chứ ạ, câu trước là gì? Nếu chúng con yêu mến thầy và tuân những lời này, yêu mến Giêsu và tuân những lời của Giêsu đúng không? Thì Chúa Cha sẽ đến ở trên người ấy và đấng bầu chữa là Thánh Thần sẽ đến và ở trên người ấy. Và Chúa cũng nói rõ khi đấng bầu chữa đến thì Ngài sẽ nhắc nhở chúng con nhớ lại tất cả những gì mà Thầy đã nói với chúng con. Trên Chúa Thánh Thần, Ngài có trách nhiệm nhắc nhở các môn đệ nhớ ơn của Chúa Cha và cố gắng để thi hành lời Chúa dạy. Chúng con biết là mình tin vào Giêsu, chúng ta có lý, nhưng mà chúng ta quay quên lời của Chúa đó, quay quên đó. Thánh Phaolô nói người ta thường sống theo tính xác thịt hơn là sống theo sự tác động hướng dẫn của Chúa trong lòng. Mà sống theo xác thịt là gì? Theo tính xác thịt tức là mình ích kỷ, mình yêu mình hơn người khác. Mình làm cái gì mình cũng nghĩ đến mình hơn người khác. Còn Chúa Thần thì nhắc nhở chúng ta phải yêu mến anh em, yêu mến người thân cận như chính mình. Chúa Thần nhắc chúng ta sống công bằng, yêu mến người khác như chính mình. Chính con về hỏi mẹ, mẹ ơi, có khi nào mẹ đi chợ, mẹ giấu chúng con để mẹ ăn riêng không? Con về con hỏi thì coi thử mẹ là lời sao? Nhưng mà khi có kinh nghiệm của cha thì cho thấy cái người mẹ yêu mến con cái hơn chính bản thân mình. Trên cái hồi mà còn khổ đau còn đói, nhiều khi đi chợ mua được miếng gạo, mua được miếng cá, mua được miếng thịt về người mẹ nấu dọn cho chồng cho con cái đâu. Còn người mẹ thì ăn những cái chuyện làm lại. Mà nếu chồng cũng hỏi để em sao em cũng ăn đi để có sức khỏe mà lo cho gia đình, thì mẹ nói sao? Em ăn rồi, trong khi em nấu là em nếm. Nhưng mà có phải là mẹ con người nấu, mẹ nhường phần của mẹ cho mấy đứa con? Chỉ có tình yêu thương của người mẹ mới được tên cái tình yêu đích kỷ. Còn khi mà mình không có cái tình yêu quảng đại như Chúa dạy thì mình sẽ dành cái phần tốt cho mình mà mình quên để ý đến người khác. Mấy con có biết tên cha nhạc sĩ Nguyễn Duy à? Một cây nhớ là cha Nguyễn Duy ngày nổi tiếng, ngày mới kỷ niệm 50 năm sáng tác nhạc và có những bài ở đây mình thường hát, ví dụ với các con nghe cái bài
lắng nghe lời Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời nào dạy cho con trong đêm tối. Rồi con biết bài đó không? À, từ trong cái duyên đó, Ngài sáng tác rất là nhiều. Thì có một lần Ngài đi chia sẻ với cha, Ngài đã hồi và những năm 16 thì hoàn thiện nó còn nghèo khổ lắm. Mỗi lần mà Ngài về thăm nhà thì anh em năm số đứa con trai đâu mà hồi lúc gạo các bán bằng tem thiết. Cho nên thấy mẹ dọn cơm xong, mẹ bảo cho đứa con ăn đi, mẹ lo thôi. Lúc đó còn trẻ không biết gì, đói nào có đó. Nhưng mà sau khi về chủ nhiệm thì nghĩ là gạo của mình nó có nhiều mà để cho được bao nhiêu như thế. Trên lần sau về quan sát thì thấy mẹ nhìn cho con cái, và sau khi con ăn xong mẹ dọn xuống ghế, còn gì mẹ ăn lên. Các bà ở đây có ai có cái kinh nghiệm đó chưa? Có chưa? Một tràng pháo tay cho các bà mẹ. Cảm ơn các bà mẹ đã sống với sự hướng dẫn của Chúa, biết yêu thương con cái hơn chính bản thân. Và vì thế chúng con biết cái việc mà sống theo sự hướng dẫn của Đức Thần quan trọng lắm. Ở trong giáo hội, tất cả mọi phần dân Chúa, từ Đức Thánh Cha cho tới các giáo mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và người đi thánh đều phải biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng con thấy trước khi mình làm việc gì quan trọng, từ từ ở đây chúng con có tụng kinh với Chúa Thánh Thần, chúng con cảm ơn Đức Chúa Thánh Thần khi lên sáng láng vô cùng á, con đó. À, rồi chúng con có tụng kinh mà cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con nhận biết việc phải làm á. À, thế thì cha đề nghị với chúng con là khi chúng con đọc các cái kinh này, tức là chúng con cầu nguyện đó, chúng con từng đọc theo tâm thân, chúng con từng đọc chúng con để được đặc biệt sao mà cũng không nên cho mình xuống đời chúng con là biết cách, chúng con từng đọc như một thói quen mà chúng con vừa đọc vừa suy ngẫm để chúng con xin cho tấm thần hướng dẫn chúng con. Ví dụ chúng con đọc một cách chậm rãi, cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết những mà làm và cách làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi cái mỗi việc của chúng con được hoàn thành. Chúng con chỉ cần làm một cố gắng nhưng mà nhắc nhở mình nhớ đến cái vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình. Cho nên chúng con thấy Chúa Giêsu nói trong bài kinh thánh hôm nay, nếu chúng con yêu mến Thầy và tuân giữ lời Thầy thì Thánh Thần sẽ giúp chúng con thực hiện những điều mà chúng con phải làm. Bởi vì nếu mà chúng ta không yêu mến Chúa Giêsu thì cái việc tuân giữ lời luật của Chúa nó chỉ là những nặng thôi. Nếu mình không yêu mến Chúa Giêsu mà bảo mình đi lễ xe chủ nhân, đang ngủ ngon mẹ gọi dậy, dậy con đi về ở đâu. Nếu mình không yêu mến Chúa Giêsu thì mình sẽ nói với mẹ, mẹ ơi cho con ngủ thêm một chút. À, còn nếu mà mình yêu mến Chúa Giêsu, mình biết mình đến nhà thờ để gặp gỡ Chúa, để tâm sự với Ngài, để được Ngài dạy dỗ, để được Ngài phụ sức cho, thì khi chúng con nghe tiếng mẹ gọi, nghe tiếng Chúa, chúng con đến nhà thờ một cách vui vẻ. Và đôi khi mình còn nhỏ, mình không hiểu lắm, thế thì bố mẹ phải tập cho mình một cái thói quen, cái thói quen cầu nguyện, cái thói quen đi lễ, thói quen làm việc bác ái. Thầy nhớ hồi xưa cho cậu nhỏ, cái đứa con lớp 3, lớp 4 có biết gì về Chúa đâu. Nhưng mà bố của cha là cái sáng 4 giờ sáng là ông đọc với con như thế. Đi lên nhà thờ,
đi bộ chắc khoảng từ 10 phút đến 15 phút, rồi 4 rưỡi lễ xong, rồi mấy đứa con dắt nhau về, rồi bước thăm đi lăng. Có nhiều đứa trong buồn ngủ quá, đi lên nhà thờ, bố của cha đi chăm thân, bố cha của nhà thờ, là chăm đùi lắm, chăm chung với các cửa, chăm ngủ rớt. Đến khi lễ xong, bố cha thì cũng thấy, bố cha đi tìm hết, sau thì bố cha biết là bố cha hôn với cái góc cửa lại, thì thấy nhỏ nào đó. Nhưng mà nhờ được tập luyện như thế, nó càng ngủ thức quan. Cho nên khi cha bắt đầu vô lớp 6, cha không có hiểu gì về lý do đó. Nhưng mà khi cha nghe ở nhà thờ ra ký quyền vào chủ nghĩa, ai muốn đi tu vào chủ nghĩa thì đâu đó, cha sẽ cho xin cái đơn, cha nộp cho ký, cha không có hỏi bố mẹ gì hết. Rồi đến khi mà thi đậu, ở nhà thờ công bố cái danh sách các em thi đậu vào chủ nghĩa, thì bố cha cũng đi lễ mà. Đi lễ này, hai bố con đi với nhau, bố mới hỏi, của con đi tu mà. Thì cha mới nói, à, con đi tu. Thế thì thầy có muốn không? Thì bố cha nói, thầy muốn chứ. Thầy muốn, dân con đang muốn chứ. Và rồi, cha đi tu. Và từ cái thói quen, lúc nhỏ, cha tập sống trong môi trường chủ nghĩa, và sau này, cha làm linh mục, làm cái giáo hội đó đó. Cho nên chúng con biết, chúng con đã cố gắng tập những cái thói quen tốt và tập cầu nguyện Chúa trong tập. Thì ở trong cuộc sống có những lúc mà chúng con không biết lựa chọn cái điều gì, lựa chọn cái điều này là tốt hay là lựa chọn cái điều kia là tốt hơn, thì chúng con hãy cầu nguyện với Chúa trong tập và chính Ngài sẽ hướng dẫn chúng con. Đó là điều mà cha làm mỗi ngày. Mỗi ngày cha đều cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để xin Ngài hướng dẫn cha bước đi trong ánh sáng của Chúa, để đem lại cái điều bất ngờ cho toàn chi Chúa tại giáo phận 30 tuổi này. Ông thầy Thái Hoàng nhé, thế thì chúng con cùng cầu nguyện với cha và chúng con cùng cố gắng sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần nhé. Và giờ đây mời chúng con cùng đứng lên để đọc lại lời tuyên xưng đức tin khi chúng con đã nhận tín nhiệm rồi. Giờ đây là nghi thức ban tín thêm sư. Nghi thức tín thêm sư bắt đầu bằng việc giới thiệu các em sẽ lấy nhận tín nhiệm thêm sư. Còn khi mời cha xứ y giới thiệu các em sẽ được nhận tín nhiệm thêm sư ngày hôm nay. Trọng kính Đức Cha Vinh Sư, hôm nay giáo xứ Mạc Kỳ chúng con có 81 em sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức, trong đó có cả 18 em nam và 43 em nữ. Các em đã được học hỏi về giáo lý thêm sức, đã được chuẩn bị kỹ càng. Nay còn kính xin Đức Cha ban bí tích thêm sức cho các em này. Chúng con chân thành cảm ơn Đức Cha. Trước khi ban bí tích thêm sức, Đức Giám Mục sẽ thẩm vấn các em về niềm tin của Hội Thánh. Kính mời cộng đoàn cùng nhận ý với các em lặp lại lời tuyên xưng đức tin như khi nhận bí tích rửa tội. Các con thân mến, trước khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các con hãy tuyên xưng lại chính đức tin mà chính các con với cha mẹ và những người đỡ đầu đã cùng với Hội Thánh tuyên xưng trong ngày chúng con lãnh nhận bí tích rửa tội. Bây giờ đây, cha hỏi chúng con, các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi trên Đức Maria, đã chịu khổ hình và mang đau,
đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha con. Cả con cứ tin Thiên Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ cái đức thêm sức, các con sẽ đón nhận một cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngày người hiện xuống thôi. Các con có tin hồn thánh tôn giáo, tin các thánh tôn công, tin các thao tổ, tin sắc sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãy xin tuyên xưng đức tin này trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Giờ đây Đức Giám Mục sẽ đặt tay trên các em nhận ý thêm sức và cầu khẩn Thiên Chúa. Dấu chỉ đó. Chúng ta mời tất cả các em sắp lại với đức thêm sức quỳ xuống. Anh chị em thân mến, chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng với thương ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần sống trên những tín đồ của Chúa đây là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống tín đồ trong cái đức rửa tội, để Chúa Thánh Thần dùng ơn người rồi tạo của người làm cho họ nên vững mạnh và sức giàu, làm cho họ nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng ở trên Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đặt lại sức đặt tôi đưa Chúa đây với nước và thánh thần khi tay qua con coi tôi tôi. Thì lạy Chúa xin hãy ban Chúa thánh thần tự gia tôi đến trong những người này. Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này đầy ơn kính sợ Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Giờ đây Đức Giám Mục đứng kế vị các thánh tông đồ ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên các em. Mời các em đứng phát lên. Xin mời cha mẹ đỡ đầu đi và tay của người chiến ngoan phải của các em. Khi Đức Giám Mục sức giàu để giới thiệu và dấu chỉ cho lời cam kết giấc vụ cộng tác với những người có trách nhiệm trong việc giáo dục đời sống đức tin của các em và giúp các em sống chứng nhân thiết thực cho giữa cuộc đời, cùng với cử chỉ đặt tay, việc sức đầu phải hoàn tất ý tích thêm sức, Ngài sẽ gọi biết danh tên thánh người đã nhận và sức đầu phải trên trái người đời.
chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, trong ngày lễ một tuần, Chúa Thánh Thần đã được tràn đầy ân sủng trên các con đường. Hôm nay Ngài tiếp tục ban phát dồi dào ơn thánh trên phố trời, tin tưởng vào ơn trời bất của Chúa Thánh Thần cùng với các em đón nhận cái đức tin sư hôm nay, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin. Chúa Thánh Thần là nguồn sống của hội thánh, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho đức thánh cha, các tân giáo mục, các linh mục luôn lắng nghe và đón nhận ơn soi dẫn của Thiên Chúa Thánh Thần nhằm không ngừng thanh tân đời sống và cùng phụ hoa ơn trong sự nhận nhận yêu thương. Thank you.
Thank you.
cho hết thảy là quả hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa hương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ
và ban cho họ sức mạnh đồng tiến khi họ gặp từ thân dân. Xin cho họ sống như con cái tà hiền, làm cho họ thắng được quyết định hóa hiền. Xin cho họ có phần xây dựng hồ thắng trong thế giới hôm nay bằng các hoạt động các tinh thần bác tay. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Giờ đây, con xin giới thiệu một em sẽ đại diện cho những người đã nhận bí tích thêm sức hôm nay, dâng lên Đức Cha, Quý Cha và Cộng đoàn lời tri ân. Con trọng kính Đức Cha Vinh Sơ và Quý Cha, kính thưa Quý Thầy, Quý Sơ, Quý Chức Pháp. Thank you.
Thank you.